Nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi và thở khò khè? Khi trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi, không ít các ông bố bà mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Với trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi, dù được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng ít nhiều đều có thể gặp tình trạng trẻ bị nghẹt mũi, khó thở khi ngủ. Do vậy, cha mẹ và người chăm sóc các bé cần phải lưu ý những thông tin sức khỏe dưới đây. Thứ nhất là dấu hiệu trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi, thở khò khè. Trẻ khi bị nghẹt mũi và khó thở sẽ có một dấu hiệu nhất định ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Thứ nhất là thể nhẹ, bé hắt hơi, chảy nước mũi, xuất hiện vảy đặc trong mũi. Bé sơ sinh còn bú mẹ khi bị nghẹt mũi sẽ thấy khó chịu, quấy khóc, bú ngắt quãng, không bú liên tục một hơi dài. Bé có thể bị sặc khi bú mẹ. Nếu được bế đứng, bé có biểu hiện thoải mái và dễ chịu hơn. Ở thể nặng, trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi có đờm, thường bị ngứa rát cổ họng, viêm họng, ho khan. Sau khi ăn no, bé có thể nôn chớ ngay, dù chỉ là ho nhẹ và môi khô. Nguyên nhân có thể là do bé bị ngạt mũi nặng. Các chất nhầy này ở khoang mũi khô cứng, đóng vảy làm cho bé khó thở và phải thở bằng miệng. Thứ hai là nguyên nhân trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi và thở khò khè. Có rất nhiều nguyên nhân khiến các bé sơ sinh bị nghẹt mũi, đặc biệt là ngạt mũi có đờm hoặc ngạt mũi về đêm. Các ông bố bà mẹ thử xem bé nhà mình có rơi vào những tình huống sau đây hay không. Thứ nhất là bé bị cảm lạnh. Đây là nguyên nhân phổ biến khiến trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi khò khè. Các bé có thể nhiễm cảm lạnh dù thời tiết mưa lạnh hoặc ngay cả khi trời nắng có nhiệt độ cao. Nhiệt độ thấp trong không khí tự nhiên hoặc khi nằm phòng điều hòa không đúng cách có thể khiến trẻ sơ sinh vốn có sức đề kháng non yếu bị cảm lạnh. Trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi do cảm lạnh thường có thêm các triệu chứng như sốt nhẹ, chảy nước mắt, hắt hơi đi kèm. Thứ hai là bé bị cảm cúm. Trẻ sơ sinh từ 6 tháng tuổi trở lên mới bắt đầu tiêm vaccine phòng cúm. Tuy nhiên, trước thời điểm này, bé hoàn toàn có thể nhiễm bệnh và có biểu hiện ngạt mũi, khó thở và thở khò khè. Ngoài ra, bé có biểu hiện chán ăn, bỏ bú, sốt nhẹ và đau họng. Thứ ba là nghẹt mũi sinh lý. Nhiều bà mẹ sau khi đưa con từ viện về nhà, nhận thấy trẻ sơ sinh bị ngạt mũi về đêm, thở khò khè rất hoang mang. Tuy nhiên, nếu các mẹ chỉ thấy bé bị nghẹt mũi một chút, không có các biểu hiện khác thì rất có thể trong quá trình sinh nở, các nước nhảy của bào thai chưa được hút sạch khỏi đường hô hấp của bé từ lúc mới sinh. Thứ tư là có dị vật trong mũi. Trong lúc chơi đùa hoặc sinh hoạt hàng ngày, vô tình hoặc cố ý, một số đồ vật có kích thước nhỏ lọt vào mũi của trẻ mà bố mẹ hoặc người chăm sóc trẻ không biết. Điều này có thể khiến trẻ sơ sinh bị ngạt mũi khó thở khi ngủ hoặc ngạt mũi có đờm. Nhiều trường hợp trẻ bị ngạt đường thở có thể gây chảy máu mũi hoặc suy hô hấp. Thứ năm là do dị ứng. Cơ thể non yếu của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với môi trường bên ngoài. Các bé có thể bị dị ứng với độ ẩm hoặc khói bụi trong không khí, phấn hoa do người lớn cắm hoa trong nhà, thời tiết thay đổi bất thường, lông động vật. Trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi do dị ứng thường có dấu hiệu hắt hơi, ngứa mũi, mắt đỏ và mũi đỏ. Thứ ba là trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi khó thở thì có nguy hiểm hay không? Các bà mẹ đều biết cơ thể của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, vì vậy khi có bất cứ những động tác nào đến cơ thể của bé, bé đều có những phản ứng. Cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần phải lưu tâm theo dõi những thay đổi dù là nhỏ nhất trên cơ thể của trẻ, đặc biệt là trẻ mới sinh dưới 6 tháng tuổi. Trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi khó thở đa số không nguy hiểm nếu được phát hiện kịp thời và tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Ngoài ra, cha mẹ cần phải biết cách chăm sóc và xử lý khi thấy trẻ sơ sinh có dấu hiệu ngạt mũi về đêm hoặc nghẹt mũi có đờm. Thứ tư là cách xử lý khi trẻ bị nghẹt mũi tại nhà. Trong nhiều trường hợp khi thấy con mũi khó thở, các cha mẹ sẽ đưa bé đến ngay các y tế để thăm khám. Tuy nhiên, khi đã được bác sĩ chuyên khoa tìm ra nguyên nhân khiến bé khó chịu, bệnh ở thể nhẹ, cha mẹ hoàn toàn có thể vệ sinh mũi cho trẻ sơ sinh tại nhà và hiệu quả với một số các biện pháp sau. Thứ nhất là nhỏ nước muối sinh lý natri chlorid 0,9%, dùng chai nước muối thể tích 10ml nhỏ từ từ, nhẹ nhàng từ 1 đến 2 giọt vào hai bên lỗ mũi, giúp làm loãng dịch mũi ở trẻ. Nước muối sinh lý có tác dụng làm thông mũi hiệu quả cho trẻ sơ sinh. Thứ hai là day nhẹ hai bên cánh mũi. Sau khi nhỏ nước mũi, mẹ dùng ngón tay trỏ day nhẹ hai bên cánh mũi của bé, giúp chất nhầy dịch mũi dễ tan ra để bé dễ thở và thoải mái hơn.
Thứ ba là hút mũi cho bé. Với trẻ sơ sinh bị ngạt mũi về đêm nhiều sẽ khiến cho bé khó thở, khó chịu không ngủ được nên quấy khóc. Cha mẹ có thể lựa chọn các dụng cụ hút mũi tại nhà với một đầu thổi và một đầu hút. Sau mỗi lần sử dụng dụng cụ hút mũi cần phải làm sạch và khử trùng dụng cụ. Với phương pháp này, chúng tôi cũng đã có một bài viết khá kỹ giúp cho mẹ lựa chọn những dụng cụ hút mũi cho bé một cách tốt nhất và giảm ngay triệu chứng ngạt mũi và khò khè ở trẻ. Link bài viết chúng tôi sẽ để ở mục bình luận dưới video mà các bạn đang xem. Thứ năm là xông hơi phòng. Các mẹ có thể đốt từ 1 đến 2 giọt tinh dầu tràm và gừng, bạc hà để làm sạch phòng của bé, giúp lưu thông không khí, giúp bé dễ thở hơn. Mẹ cũng có thể bôi một chút tinh dầu tràm vào áo của trẻ sơ sinh để bé ngửi và làm thông mũi hơn. Thứ sáu là tắm cho bé bằng tinh dầu. Rất nhiều bà mẹ băn khoăn, trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi thì có nên tắm không? Thì câu trả lời là, đối với trẻ sơ sinh, các mẹ vẫn cần làm sạch cơ thể cho trẻ một cách thường xuyên. Suy nghĩ kiêng tắm khi trẻ đang bị bệnh là hoàn toàn sai lầm, vì cơ thể trẻ thường xuyên đổ mồ hôi. Nếu không được tắm rửa một cách sạch sẽ, bé sẽ ngày càng khó chịu, vi khuẩn sinh sôi, lại làm mầm mống gây ra các căn bệnh khác. Mẹ có thể nhỏ từ 1 đến 2 giọt dầu tràm vào chậu nước của bé đang tắm, cần lau người và tắm cho bé một cách thật nhanh trong phòng kín gió. Nếu là thời tiết bất lợi, có thể tắm 2 đến 3 lần trong một tuần. Sau khi tắm cho bé, mẹ có thể hút rửa làm sạch mũi cho trẻ sơ sinh thuận lợi hơn vì dịch nhầy trong mũi đã được làm loãng ra. Thứ bảy là chế độ dinh dưỡng. Nếu trẻ sơ sinh bị ngạt mũi, thở khò khè, bé có xu hướng ăn ít, thậm chí là bỏ ăn do vùng miệng họng khó chịu, họng bị khô, mất nước vì các bé thở bằng miệng. Các mẹ cần phải chia nhỏ cho con bú làm nhiều cữ. Sau mỗi lần bú, nên vỗ ở hơi để tránh trẻ bị nôn chớ. Với trẻ đã ăn dặm, nên cho bé ăn đồ ăn lỏng, mát, ăn từng ít một. Thứ năm là cách phòng tránh trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi, thở khò khè như thế nào. Thứ nhất là vệ sinh cơ thể của trẻ hàng ngày. Để đề phòng lây nhiễm bệnh tật, mẹ cần rửa tay và chân của trẻ hàng ngày bằng xà phòng diệt khuẩn, rửa mắt mũi của trẻ bằng nước muối sinh lý sau khi chơi ngoài trời hoặc là tiếp xúc với người lạ. Thứ hai là vệ sinh phòng ở của trẻ. Phòng ở của trẻ sơ sinh cần thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo kín gió khi trời lạnh. Thay giặt ga gối, chiếu đệm của trẻ một cách thường xuyên diệt khuẩn đồ chơi hàng ngày của trẻ bằng dung dịch sát khuẩn. Thứ ba là tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Trẻ sơ sinh cần ăn ngủ đúng giờ. Đối với trẻ đang bú mẹ hoàn toàn, mẹ cần có chế độ dinh dưỡng để đảm bảo chất lượng nguồn sữa. Trẻ đã ăn dặm cần đa dạng thực đơn để bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể của trẻ. Thứ năm là tránh các nguồn lây nhiễm. Trong giai đoạn giao mùa hoặc các đợt bùng phát dịch bệnh, cần hạn chế cho trẻ đến các nơi công cộng hoặc chỗ đông người, đeo khẩu trang và hạn chế sự tiếp xúc giữa trẻ với người khác là nghi là mắc bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, đảm bảo cho trẻ được tiêm phòng các loại vaccine một cách đầy đủ và đúng lịch. 6. Là những lưu ý khác khi chăm sóc trẻ sơ sinh bị ngạt mũi, khó thở và thở khò khè. Cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa nếu trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi khó thở kéo dài. Khi đã thực hiện nhiều biện pháp chăm sóc tại nhà nhưng không có hiệu quả, trẻ có dấu hiệu chán ăn, bỏ bú 24 giờ trở lên, sốt, co giật, quấy khóc nhiều và chảy máu mũi. Thứ hai, cha mẹ tuyệt đối không rửa mũi bằng xi lanh, kích thích ho đờm cho trẻ sơ sinh. Đây đều là thủ thuật của các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Nếu thực hiện sai cách, có thể khiến cho trẻ sơ sinh đang bị nghẹt mũi gặp các biến chứng như viêm tai giữa và viêm họng. Thứ ba là cha mẹ không tự ý cho trẻ sơ sinh dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của thầy thuốc. Thứ tư là không hút mũi cho trẻ sơ sinh bằng miệng vì phương pháp này có thể làm tăng khả năng nhiễm khuẩn đường hô hấp của trẻ. Thứ sáu là đối với trẻ bị ngạt mũi do cảm lạnh, không nên quấn ủ trẻ quá kỹ khiến cho trẻ nóng bí và khó chịu.